Từ chốn đi quê nhà, ngàn câu hát đi kiếp đi thà, theo gió bay xa đi. Mượn mà làn điệu đắm say lòng người Đào Nguyên Thổ, bàn giao tủ sách chi nhánh Thanh Việt. Đào Nguyên Thổ xin kính mời toàn thể quý vị cùng toàn thể nhân dân ổn định trật tự chỗ ngồi để buổi lễ được diễn ra đúng giờ. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các cụ cùng toàn thể nhân dân đã thực hiện đêm giao lưu văn nghệ mừng lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành thứ ba họ Đào, làng Thượng Thán của chúng ta. Chúng ta hôm nay được chào đón các chị em đến từ các đội văn nghệ.
mời chị. Hãy hướng lên sân khấu để chào đón MC Hoàng Diên, người dẫn chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, khách gần xa cùng toàn thể nhân dân thôn nhà thật là trân trọng và kính mến. Tối ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11 năm Nhâm Dần, thì Hội đồng Dân tộc ngành 3 họ Đào làng Thượng Hoàn có tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ mừng lễ khánh thành trùng tu di tích từ đường ngành 3 họ Đào về dự và tham gia chương trình văn nghệ tối hôm nay có câu lạc bộ văn nghệ, nhà văn hóa từ thị trấn Quỳnh Côi, từ Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hội, tất cả thành phố Hà Nội cùng với câu lạc bộ văn nghệ, nhà văn hóa thương thương hãng phán của chúng ta. Và tôi Hoàng Diên xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình văn nghệ tối ngày hôm nay xin gửi tới quý vị đại biểu, quý ông, quý bà, quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân thôn nhà một lời chào trân trọng nhất, lời kính chúc sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho lễ trùng tu di tích từ đường ngành 3 họ Đào làng Thượng Phán thành công tốt đẹp, xin được chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, Thăm Bến Nhà Rồng là một sáng tác đã được biên đạo múa trở về từ câu lạc bộ văn nghệ xã Quỳnh Hội. Và ngay sau đây xin mời quý vị hãy chú ý lên sân khấu để lắng nghe, đón xem và cùng thưởng thức một chương trình Thăm Bến Nhà Rồng do câu lạc bộ văn nghệ nhà văn hóa xã Quỳnh Hội biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Yeah.
vẫn còn đây, dưới chiếc cầu tổ nhưng nay bạc ở đâu, vui ngồi xót xa về những ngày qua, lúc cầm thuyền ái đã tiễn người đi. Gửi lời kính chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, tới các cụ, các ông, các bà, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây tôi xin gửi tới quý vị và toàn thể các cụ, các ông, bà bài thơ kính lễ tổ tiên. Hôm nay ngày lễ tổ tiên, cháu con trai gái mọi miền gần xa vui cùng dâu rể trẻ già cúi đầu đã tạ thiết tha ân tình. Tổ tiên xưa đã sản sinh, sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây. Tổ tiên tâm phúc cao dày, dưỡng nuôi con cháu dựng xây xóm làng. Phúc hồng rồi lại giỏi giang, cho nên dòng cõi càng ngày lớn đông. Tổ tiên, tiên tổ phúc hồng,
vào kênh đưa nước dòng sông về nhà. Tổ tiên tình nghĩa bao la, xin cho con cháu đầy nhà đầy sân. Tổ tiên vất vả chuyên cần để cho con cháu vinh thân nối dòng. Tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui. Cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay đã đẩy lùi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu, nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương. Cháu con ơn nhớ tấm đường, nhớ dòng tộc họ đường xóm làng. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân dân. Thật đúng là cây có gốc thì mấy chỗ cành xanh lá, mà nước có nguồn thì bể cả sông sâu. Con người ngồn quậy từ đâu, trước là phải có tổ tiên cụ kính ông bà, có cha, có mẹ rồi sau mới có mình. Ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11 năm Nhâm Dần, thì ngành ba họ Đào tổ chức đêm giao lưu văn nghệ khánh thành từ đường, muốn nhắc nhở tất cả chúng ta là thành viên của người con của ngành ba họ Đào, hãy nhớ lấy cây có gốc mấy chỗ cành xanh lá, nước có nguồn thì mới bể cả sông sâu, mà con người nguồn cuội từ đâu? Từ làng Thượng Phán. Và kính thưa quý vị đại biểu, cũng từ làng Thượng Phán đó thì tất cả diện tích của cụ khởi tổ, của cụ Đào Nguyên Phổ sẽ được viết trong tích Hương Thơm Tiên Tổ, tiết mục do câu lạc bộ văn nghệ nhà văn hóa thôn Thượng Hạ Phán biểu diễn. Xin mời quý vị hãy chú ý lắng nghe, đón xem và cùng thưởng thức. Xin được trân trọng kính mời. Oh,
Hôm nay khắp chốn khắp làng, quê hương Thượng Phán rộn ràng niềm vui. Chúng cháu chào già ạ. Già chào các cháu. Các cháu đang tập múa hát để chuẩn bị cho buổi khánh thành trùng tu tôn tạo từ đường, rước tượng ngài từ đình làng về yên vị tại từ đường, và khai trương chi nhánh tủ sách thư viện Đào Nguyên Phổ tại trường trung học cơ sở xã Quỳnh Hoàng, phải không? Dạ, thưa già, vâng ạ. Các cháu ơi, sử sách còn lưu lại họ Đào làng Thượng Phán tới nay đã trên 200 năm. Tổ cụ Đào Công Tính ra đất này khai hoang lập ấp, vùng đất hoang vu bãi sú sình lầy, mưa nắng dãi dầu. Phải có nguồn, cây phải có cội, sâu rễ bền gốc thì cây xanh mới nảy lộc đơm chồi. Các thế hệ cháu con tài đức vẹn mười, gái thì châm anh, trai thì hào kiệt. Những người thành đạt trong dòng họ có tới gần 100 người. Già ơi, một trong những tấm gương hào kiệt ấy là Đình Nguyên Hoàng Giáp, Đào Nguyên Phổ, phải không già nhỉ? Dòng họ Đào, người làng Thượng Phan, thi thư nức tiếng nhất huyện Quỳnh Côi. Thân phụ người là cụ Đào Văn Lịch, làm quan tri huyện ở Hải Dương. Một thời gian sau, từ quan về quê dạy học. Đào Nguyên Phổ là người con trai thứ ba trong năm anh em trai và bảy người con gái. Người thông tuệ khác thường, thường được cha yêu. Vì 17 tuổi, Đào Nguyên Phổ đi thi đỗ trúng cách cử nhân. Dạ ơi, cụ Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, cháu nghe nhiều người già kể lại, cụ vừa dạy học vừa miệt mài viết sách, ra làm quan thì lo nước thương dân, đam mê văn chương kết bạn xa gần, trèo ấn từ quan 10 năm có lẽ. Cụ vẫn miệt mài thông kim bát cổ. Năm thành thái thứ 10, cụ Đỗ Hoàng Giáp Đình Nguyên được bổ chức làm Hàn Lâm thừa trì. Nhưng ngán thay, nước non là nước non nỉ. Oh,
đào thì đào tiên sinh chọn đi hướng cho mình hết đi hạ sang đông đi chẳng chờ trong lòng tuổi xanh mòn mỏi cây ngóng mai trồng mong sao dẫn khỏi cát tầm đông kinh nghĩa thục năng lòng đi năng lòng ai ơi lấy quốc ngữ làm chuông cảnh tình khua vang ngõ hẹp hang cùng đem báo chuông thay đuốc văn minh soi dạng miền Nam cõi Bắc. Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ biết mình sắp được cử đi làm ám sát Khánh Hòa, ông từ chức ra Bắc đến Hà Nội gặp nhiều sĩ phu yêu nước hội tụ nhân tài trong việc mưu cầu vận hội mới cho quốc gia, được tiến cử ông làm chủ bút cho tờ Đại Nam Đồng Văn nhật báo. Với tinh thần tự lực tự cường, khai trí cho dân, thương dân thương nòi. Trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã được mở ra. Người là một trong những người sáng lập, thấy rõ tính chất nguy hiểm và ảnh hưởng sâu rộng của Đông Kinh Nghĩa Thục, thực dân Pháp đóng cửa trường và truy lùng bắt ông Đào Nguyên Phổ. Không chịu rơi vào tay giặc, thể hiện ý chí quật cường của một đấng nam nhi. Ngày 24 tháng 5 năm Mậu Thìn, người tuấn tiết tại thành Hà Nội. Khi nghĩ phách anh hùng hiên cháu ơi. Họ Đào làng Thượng Phán thật tự hào. Đình Nguyên Hoàng Giáp Đào Nguyên Phổ, một người con tuấn kiệt,
một tấm gương trong mãi chẳng phai mờ, vằng vặc sao khuê giữa trời cao sáng tỏ. Tiên tổ phương danh do học chi, tử tôn thành đạt tại hùng tâm. Già ơi, như chúng cháu được biết, trong cuộc trùng tu tôn tạo, từ đường rước tượng đình Nguyên Hoàng Giáp, có sự đóng tiền của lớn lao của con cháu khắp mọi miền đất nước đã hướng về tổ tiên nguồn cội. Đúng thế các cháu ạ. Nhiều người hảo tâm cung tiên, như gia đình cụ Đào Duy Mẫn, gia đình cụ Quý ở Hà Nội, gia đình ông Đào Minh Kiểm, bà Chử Thị Xuân và nhiều người khác nữa, không những chỉ trong Nam ngoài Bắc, rồi còn con cháu ở nước ngoài gửi về nữa chứ. Cùng nhau múa hát trong ngày vui tri ân công đức của người. Dạ vâng ạ. Đình
Vâng, xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị cũng như của toàn thể nhân dân đã dành cho câu lạc bộ văn nghệ nhà văn hóa thôn Thượng Hạ Phán chúng tôi một tình cảm thật tuyệt vời. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, nhận được lời mời của ban trùng tu di tích lịch sử, trùng tu di tích từ đường của họ Đào, mà rất là vinh dự cho họ Đào và cho thôn nhà xã nhà nói chung có một danh nhân văn hóa được nhà nước đã xếp loại danh nhân văn hóa quốc gia, đó là ông Đào Nguyên Phổ. Đây là một niềm tự hào, niềm vinh dự lớn của dòng họ Đào nói riêng, thôn nhà xã nhà nói chung. Tôi thay mặt toàn thể anh chị em trong đội văn nghệ câu lạc bộ chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 1 thị trấn Quỳnh Côi xin gửi tới quý đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị cũng như toàn thể nhân dân. Hòa nhịp với niềm vui chung của dòng họ Đào, của thôn nhà nói chung, anh chị em trong câu lạc bộ văn nghệ chúng tôi về đây cùng chung vui buổi lễ khánh thành hôm nay với hai tiết mục: một trích đoạn vở treo cổ Bạch Đằng Giang, hai là một bài múa hát gửi về quan họ dân ca quan họ Bắc Ninh. Tôi xin phép được sơ qua nói về Bạch Đằng Giang. Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, về sự tích Bạch Đằng Giang còn được ghi lại như sau. Dưới chân núi Phượng Hoàng, dãy núi Tràng Tiền, thuộc thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20 km. Có một dải núi non xanh, nơi giao hòa vẻ đẹp đất, trời, nước đã kiến tạo lên một hồn thiêng sông núi, còn vang lên từng ngọn sóng, từng thớ đất. Kính, khu di tích Bạch Đằng Giang không chỉ mang những khúc tráng ca của thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 13 với ba trận đánh kỳ chiến của ba bậc kỳ nhân, đó là Ngô Quyền chiến thắng năm 938, Lê Đại Hành chiến thắng 981, Trần Hương Đạo chiến thắng năm 1288. Ba trận đánh của ba vị tướng đã đuổi thắng ba trận quân Nguyên và đuổi quân Nguyên rời đất nước Việt Nam chúng ta. Khu di tích Bạch Đằng Giang còn là nơi tôn thờ vị cha già dân tộc đại trí, đại dũng, đại biến, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng là đền thờ Đức Phật, thờ một số hiện vật khác của các bậc tiền liệt trong lịch sử được đã khởi tạo bởi lòng người hơn 10 năm. Khu di tích Bạch Đằng Giang đã trở thành một khu di tích lịch sử là điểm đến tham quan và suy ngẫm. Sau đây mời quý vị cùng toàn thể nhân dân xem trích đoạn sân khấu vở trèo cổ Bạch Đằng Giang do toàn thể anh chị em câu lạc bộ chi hội người cao tuổi tổ dân phố số 1 thị trấn Hình Côi biểu diễn. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Thank you.
năm trải mấy chiều kỷ thiên phàm bất núi non thoái miên mong chạy đất việt mơ màng tiên quân leo Jesus.
và liên tục chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Đào Thị Liễu sẽ lên gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân bài hát chèo Uống Nước Nhớ Nguồn. Xin được trân trọng kính mời bà. Cây kia quả ngọt ai trồng, sông kia uống nước hỏi nguồn từ đâu. Cháu con như những nhánh sâu, đó dồn nước mát về nguồn tổ tiên. Vì vu gió thổi tiếng sao y diệu, chẳng phải nghĩ mà bóng trầm hai tiếng mi ảo ơi nghi nghi hôm nay cháu con hội ngộ nhớ về công cha nghĩa mẹ ông ý bà, cho đàn con nay cháu ý hiền để vinh vui thay cháu con dòng tộc lời tri ân, ra đi bốn phương lập nghiệp mà vẫn ghi sâu khắc ghi sâu trong lòng. Cây kia có cội nước có nguồn, chữ vàng con này cháu viết thêm tên thanh danh trang sử tổ tiên, tự hào sáng mãi đến mai sau ý nghĩ. Và để liên tục chương trình văn nghệ, chúng tôi xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân bài hát Bao La Tình Mẹ. Vâng, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài hát Múa Chèo Bao La Tình Mẹ, tiết mục đến từ câu lạc bộ văn nghệ xã Quỳnh Hội. Xin mời quý vị hãy chú ý lắng nghe, đón xem và cùng thưởng thức. Xin được trân trọng kính mời. Và sau tiết mục này là tiết mục của Hội Người Cao Tuổi thị trấn Quỳnh Côi, chúng ta chuẩn bị
tiết mục của thị trấn Quỳnh Côi thì tiết mục dân vũ của bà Liễu chúng ta chuẩn bị. Bắt được con chằm con chê cầm cỏ cha bao la tình mẹ.
dòng thời nghi gian trôi chảy. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị cùng toàn thể nhân dân. Và để liên tục chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài hát Người về quan họ, dân ca quan họ. Tiết mục trở về từ Hội Người Cao Tuổi, tổ dân phố số 1, thị trấn Quỳnh Côi. Xin mời quý vị hãy chú ý, lắng nghe, đón xem và cùng thưởng thức. Mà sao mấy quán đi họ cứ giấu
xuân xa anh luôn nhớ mùa đông. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị cũng như toàn thể nhân dân. Và để liên tục chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với bài dạy dân vũ với tựa đề Chào Em Cô Gái Lam Hồng. Xin mời quý vị cùng toàn thể nhân dân chúng ta hãy chú ý lắng nghe, đón xem và cùng thưởng thức. Xin được trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, bài hát Chào Em Cô Gái Lam Hồng bằng những chuyến xe sẽ đưa toàn thể quý vị cùng toàn thể nhân dân chúng ta trở về gia đình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, chương trình văn nghệ tối nay còn rất dài, song vì điều kiện trời mưa không cho phép, một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã trở về sân đình làng để dự tham dự chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Và thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý cụ, quý ông, quý bà, quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân thôn nhà đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày mai trở về khu trung tâm văn hóa đình làng để chúng ta được đón dự lễ cắt băng khánh thành trùng tu khu di tích từ đường ngành 3 họ Đào làng Thượng Phán. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn.